mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với một video nữa trong chuỗi video bài giảng đến từ Anh ngữ Miss Hoa. Và chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu về các chủ đề ngữ pháp vô cùng cơ bản và rất quan trọng ở trong tiếng Anh, được không nào? Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về chủ đề ngữ pháp gì thì các bạn cùng chờ đón với cô nhé. Rồi, để bắt đầu thì cô sẽ có một câu hỏi này dành cho tất cả các bạn. Đấy là What would you do if you had $1 billion? Các bạn sẽ làm gì nếu như các bạn có 1 tỷ đô la? Nếu như các bạn hỏi cô câu đấy thì cô sẽ trả lời là cô có nhiều tiền như vậy thì chắc chắn cô sẽ dùng tiền đấy để đi du lịch vòng quanh thế giới ấy. Đó, thì cô sẽ có thể có câu tiếng Anh như thế này cho câu trả lời của cô nhá. Đó là I would travel around the world. Tôi sẽ đi vòng quanh thế giới. If, nếu này, I had $1 billion. Nếu tôi có 1 tỷ đô la. Đấy chị ạ. Thế nhá, cái chỗ này mình để ý là cái điều kiện ở đây để cho cô đi được vòng quanh thế giới là cô phải có gì cơ? Cô phải có 1 tỷ đô, đúng không nhỉ? Cái điều kiện để cái việc đi vòng quanh thế giới chính là việc có 1 tỷ đô. Và chính vì cái chỗ này này, nếu tôi có 1 tỷ đô nó chính là cái điều kiện. Cho nên cô sẽ gọi nó bằng cái từ condition, chính là có nghĩa là điều kiện cho tiếng Anh các bạn nhá. Đó là condition, được chưa ạ? Đó, thì cái cấu trúc giống như cấu trúc câu như thế này. Nếu cái này xảy ra thì cái kia xảy ra. Đấy nhá, nó cứ follow theo cái cấu trúc nếu thì như thế. Thì cô sẽ gọi cái loại câu đó là câu điều kiện các bạn ạ. Và cái tên gọi của câu điều kiện trong tiếng Anh cô sẽ gọi nó bằng cụm từ conditional sentences. Ok, conditional sentences, câu điều kiện. Đó, thì cái chủ điểm trong video bài giảng ngày hôm nay của chúng ta chính là về câu điều kiện các em nhá. Đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về conditional sentences, các loại câu điều kiện ở trong tiếng Anh. Đó, cô vừa mới nói là các loại câu điều kiện đúng không ạ? Tức là câu điều kiện được chia ra thành các loại khác nhau. Thì chúng ta sẽ có 5 loại câu điều kiện chính các bạn nhé. Cô sẽ vắn tắt trước ở một cái biểu đồ như thế này cái đã. Rồi, chúng ta sẽ có điều kiện loại 0, type 0. Thì chúng ta sau đó chúng ta có type 1, type 2, type 3 and mixed conditionals. Hay là câu điều kiện loại hỗn hợp của người ạ. Nhá. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là cô đang chia những loại câu điều kiện này ra thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên bao gồm type 1 and type 0. Đó. Loại 0 và loại 1 thì cô gọi nó là các loại câu điều kiện có thật hay là có thể xảy ra. Còn nhóm còn lại này, type 2, 3 and mixed thì nó được gọi là các loại điều kiện không có thật hay là các điều kiện không thể xảy ra được mọi người nhá. Đó. Đây chính là hai nhóm câu điều kiện chính. Thì những từng loại câu điều kiện này nó khác nhau như thế nào, nó thể hiện điều kiện như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng loại câu điều kiện một các bạn nhé. Rồi, loại đầu tiên chính là type 0. Chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Đấy nhá. Đây, cô sẽ có điều kiện loại 0. Đấy chứ ạ. Rồi, đầu tiên thì các bạn nghĩ cho cô một cái ví dụ như thế này nhá. Nước của chúng mình sôi bao nhiêu độ nhỉ? À, chính xác rồi, ở 100 độ đúng không? Nếu mà mình cứ đun nước đến 100 độ thì là nó sôi. Thế nhá, thì cô sẽ có một câu tiếng Anh như thế này. Đó, đây là If water reaches 100 degrees, it boils. Nếu như nước đạt tới 100 độ thì nó sôi, đúng không nhỉ? Cái điều kiện ở đây là gì mọi người ơi? À, điều kiện là nó đạt đến 100 độ. Và cái hệ quả của điều kiện chính là nó sôi. Đấy nhá, mình thấy là khi mà mình đun nước 100 độ có thể nào nó không sôi được không ạ? À, nó chắc chắn là nó phải sôi, đúng không? Cái điều kiện này nó dẫn đến cái hệ quả này là tất yếu, đúng không? Nếu cái này xảy ra thì cái kia chắc chắn nó sẽ xảy ra. Đó, thì đấy cũng chính là cái bản chất của điều kiện loại không mọi người ạ. Đấy là với một cái điều kiện này thì hệ quả xảy ra của nó là tất yếu. Nếu cái này xảy ra thì nhất thiết cái kia nó sẽ xảy ra. Nó giống như cái chân lý sự thật hiển nhiên vậy, những cái định lý định luật mọi người ạ. Đấy nhá, thì đó cũng chính là cái bản chất của điều lại không, nó là diễn tả cái loại điều kiện là một cái sự thật nó hiển nhiên hoặc là một kết quả nó tất yếu xảy ra, giống như cái việc đun nước 100 độ thì sôi như thế này này. Ok nhá. Hoặc là cô có một cái ví dụ khác như thế này, mọi người nhìn giúp cô. Mình có hay trộn màu không ạ? Vì mình vẽ mình phải hay mix các màu vào với nhau đúng không? Nếu như mà mix màu đỏ, màu vàng vào thì mình chắc chắn phải ra màu cam đúng không ạ? Không thể ra màu khác được. Thế thì cô sẽ có cái câu là If you mix red and yellow, you get orange. Đúng không ạ? Mình thấy không? Với cái điều kiện này thì cái hệ quả đấy tất yếu nó phải xảy ra. Đấy nhá. Rồi, đó chính là câu điều kiện lại không của chúng mình. Mọi người cố gắng ghi nhớ giúp cô cái bản chất của nó là như vậy. Đấy chưa nhỉ? Mình để ý này, các cái loại câu điều kiện nó đều có mấy mệnh đề ạ?
À ha, mình để ý nhá. Đầu tiên là mệnh đề điều kiện đi ngay đằng sau từ if, đúng không ạ? Vâng, thì cô sẽ gọi đó là if clause, mệnh đề điều kiện nhá. Theo còn cái mệnh đề còn lại thì nó chính là cái mệnh đề hệ quả của điều kiện, hay cô có thể gọi nó là mệnh đề chính, main clause. Đấy nhá. Thì mình cùng xem nào, với điều kiện lại không thì mỗi cái mệnh đề đấy người ta đang chia động từ như thế nào. Rồi, mình hãy nhìn cho cô một ví dụ này. If water reaches, động từ reaches thì ở đây chính là ở thì gì đây mọi người nhỉ? Đây. Chỗ này là hiện tại đơn đúng không nhỉ? Con vế còn lại nào? It boils. It boils, động từ boils. À, cũng là thì hiện tại đơn not. Thế thì mình thấy là cả hai vế của điều kiện lại không người ta đều chia ở present simple. Ok, để nhá. Cả vế if này cũng chia ở hiện tại đơn, và cái vế còn lại cũng chia ở hiện tại đơn not. Còn hiện tại đơn thì chia động từ như thế nào thì mình phải nắm được cái kiến thức này rồi nha. Nếu không thì chúng mình hãy quay lại cái video mà cô có giảng cho chúng mình về hiện tại đơn nhá. Thôi, cô cũng ghi đặc trưng lên đây thôi. Nào, chúng ta sẽ có động từ, đúng không nhỉ? À, có thể là nó để nguyên với các cái chủ ngữ số nhiều, hoặc là động từ chia thêm SC, ES đối với các chủ ngữ số ít, thì nó tương tự như vế bên này luôn. Vế bên này nó cũng thế. Đó, được chưa ạ? Thế nhá. Ok, được. Thế ngoài ra thì cô cũng muốn cung cấp cho chúng mình thêm một số những cái ví dụ về câu điều kiện lại không như sau. Đấy nhá, mình có thể nghĩ cho cô một ví dụ nào đấy được không? Đó là cái điều kiện này nó xảy ra thì chắc chắn là hệ quả kia nó phải xảy ra rồi, nó như định luật, định lý rồi. Nó như kiểu là một cái sự thật hiển nhiên rồi. Đó, cô lấy ví dụ câu như này nhá. If you touch fire, you get burned. If you touch fire, you get burned. Chạm vào lửa thì kiểu gì cũng phải bị bỏng, đúng không ạ? Đấy nhá, hoặc là people die if they don't eat. Không ăn thì chắc chắn là con người bị làm sao sống được, đúng không ạ? Đấy nhá, con người sẽ chết, con người chết nếu như mà họ không ăn. Đó, hoặc là cô có câu là you get water if you mix hydrogen and oxygen. Bạn sẽ nhận được nước nếu như bạn bạn kết hợp khí hydro với cả khí oxy với nhau theo tỷ lệ nhất định, đúng không ạ? Thì mình sẽ nhận được nước đó. Thì tất cả những cái ví dụ này đều những cái ví dụ nó mang bản chất như thế này, thì nó đang được dùng ở điều kiện lại không. Mọi người note cho cô, đấy là điều kiện lại không nhá. Rồi, thế mình cùng sang về cái câu điều kiện kế tiếp, đó là điều kiện loại 1. Rồi, điều kiện loại 1 thì nó là cái loại điều kiện mà cô xếp cùng nhóm với điều kiện lại không, tức là cái loại điều kiện nó có thể xảy ra và nó có thật, đúng không ạ? Đấy nhá. Thì bây giờ mọi người hãy xem xét cho cô câu ví dụ này. If you don't hurry, you will miss the train. Câu này là câu chắc là nhắc nhở các bạn, nhất là những bạn hay lề mề đúng không? Nhanh lên, không nhanh thì sẽ bị lỡ mất cái chuyến tàu đấy, đúng không ạ? Thế cái mình thử xem là cái điều kiện là bạn không nhanh, đúng không? Cái hệ quả là bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu. Mình để ý là cái này có thể xảy ra được không ạ? Hoàn toàn xảy ra được, đúng không? Tức là không nhanh thì lỡ chuyến tàu, cái này là cái có thật, hoàn toàn xảy ra được luôn. Đó, thế nên là cái này cũng chính là cái định nghĩa, cái bản chất của điều kiện lại một mọi người ạ. Nên nó diễn tả cái điều kiện mà nó có kết quả có thể xảy ra ở hiện tại hoặc là ở tương lai. Tức là nó có thể xảy ra được. Này nhá. Rồi, mọi người nhìn giúp cô này, cô có một câu ví dụ khác. If I have time, I will finish that letter. Nếu tôi có thời gian thì tôi sẽ hoàn thành lá thư đấy. Hoàn toàn có thể xảy ra đúng không ạ? Miễn là tôi có thời gian tôi sẽ làm. Thế nhá. Rồi, thế mình để ý là như hai cái câu này của cô người ta đang dùng ở điều kiện loại 1 là như vậy. Đó là thể hiện cái điều kiện có hệ quả, nó có thật, nó xảy ra được ở hiện tại hoặc là ở tương lai. Được chưa ạ? Rồi, mình cùng xem nào, đối với điều kiện loại 1 thì người ta sẽ chia động từ hai vế như thế nào nhá. Về if này, đây, về if. Hai câu này cô đây thấy chia là gì nhá? You don't hurry với cả là if I have time, mình có nhìn thấy là nó chia ở thì gì không ạ? À, thì hiện tại đơn, đúng rồi. Cho nên là về if ở điều kiện loại 1 sẽ chia ở present simple người nhá. Còn vế còn lại thì sao ạ? À, you will miss. Đó, hoặc là I will finish. Đang ở thì gì đây các mọi người ơi? À, đây là thì tương lai đơn. Đó, thì tức là cái vế mệnh đề chính ở điều kiện loại 1 chia ở tương lai đơn nhá. Ok, mọi người note cho cô, nhớ cho cô cái công thức này. Ok, thế bây giờ cô sẽ có thêm một số những cái examples, một cái ví dụ cho chúng mình. Ví dụ như câu như thế này nhá. If you don't leave, I will call the police. Nếu bạn không rời đi, tôi sẽ gọi cảnh sát. Đúng nhỉ? Xảy ra được không ạ? Hoàn toàn xảy ra được, đây một lời đe dọa mà. Thấy nhá. Hoặc là if you drop that glass, it can break. If you drop that glass, nếu bạn làm rơi cốc ấy, nó có thể gãy, nó có thể vỡ, đúng không nhỉ? Đấy nhá, mình để ý này, ở đây cô dùng là it can break, đúng không? Nên chứ nó không phải là it will break. Thế là mình chú ý cho cô thêm một cái chi tiết này nữa nhá. Không nhất thiết là người ta phải dùng cái động từ, cái trợ động từ will, mà người ta có thể dùng những cái động từ khuyết thiếu khác, miễn là nó ở hiện tại.
ví dụ như là từ can này, đúng không ạ? Ngoài từ will ra nhé, mình có thể dùng can cũng được, đúng không ạ? Mình có thể dùng should, đúng không ạ? Mình có thể dùng may, đó. Không nhất thiết là chỉ có mỗi từ will thôi đâu mọi người nha. Và cứ sau những cái động từ khuyết thiếu này thì mình sẽ cộng với verb bare infinitive, right? Verb nguyên thể, đó. Ok. Được chưa ạ? Đó là điều kiện loại 1 mọi người nha. Rồi. Đó là hai cái loại điều kiện mà cô xếp vào cái nhóm đầu tiên là nhóm các điều kiện có thật và có thể xảy ra. Bây giờ mình cùng sang với cái nhóm điều kiện là các loại điều kiện mà không có thật và không thể xảy ra mọi người nhá. Rồi, nó bắt đầu bằng điều kiện loại 2. Rồi, mọi người hãy nhớ lại cho mình câu ví dụ ban đầu của cô hỏi chúng mình nào. Cô hỏi chúng mình là gì nhá? What would you do if you had $1 billion, right? Và chính cô lại tự trả lời câu đấy là I would travel around the world if I had $1 billion. Đó, thì cô sẽ đưa lại câu này lên trên slide cho chúng mình nhìn. Mình thử xem nhá. Cái này có khả năng nó xảy ra được không ạ? Có bao giờ khi nào mà cô được tỷ đô không? Không, không có khả năng đấy mọi người ạ. Đúng ạ. Và mình thấy là cái này nó có giống như cái sự thật không ạ? Sự thật là gì? Bây giờ cô có tiền không? Cô không có, đúng không? Cô không có tỷ đô để mà đi du lịch vòng quanh thế giới. Tức là cái này nó trái một cái sự thật ở hiện tại. Mình chỉ nói cái này theo kiểu ao ước thôi, đúng không ạ? Nó không thể xảy ra được và nó không có thật ở hiện tại. Những cái hành động như thế này này thì cô sẽ dùng nó ở điều kiện loại 2 mọi người nhá. Thế đây cũng chính là cái đặc trưng của nó. Nó là cái điều kiện mà không có thật, không có khả năng xảy ra ở hiện tại và tương lai. Và thường thường nó phải ngược với một cái thực tế, một cái sự thật nào đấy ở hiện tại. Và hiện tại là không có tiền. Đó, và còn đây chính là cái ngược lại của nó. Đúng không ạ? Đấy nhá, đấy chính là bản chất của điều kiện loại 2. Thế mình thử nhìn cho cô xem là điều kiện loại 2 thì mỗi vế nó đang chia như thế nào nhá. Rồi mình nhìn cho cô cái vế điều kiện trước là vế if. Và mệnh đề đi theo if đây ạ. If I had $1 billion, người ta chia động từ had, right? Đây, động từ had đang chia thì gì nhỉ mọi người nhỉ? À đây là quá khứ đơn, đúng không? Đây là quá khứ đơn. Đó, còn vế còn lại thì sao nhỉ? À đây chúng ta thì có xuất hiện từ would. Đó, nó là trợ động, nó là động từ khuyết thiếu would. Và động từ travel là động từ để nguyên đi sau động từ khuyết thiếu, được không nhá? Rồi, đó cũng chính là cái công thức người ta chia động từ hai vế ở điều kiện loại 2. Thì chúng mình có thể rút ra được cái cấu trúc như thế này mọi người nhá. Rồi, mình thấy là ở mệnh đề if thì chúng ta sẽ chia ở past simple, quá khứ đơn. Còn ở mệnh đề còn lại, mệnh đề chính thì chúng ta sẽ có xuất hiện những cái trợ động từ như là would này, những cái động từ khuyết thiếu như là would này, could này, hoặc là might, sau đấy là sẽ đi với động từ nguyên thể, thấy chưa ạ? Thấy nhá. Rồi, bây giờ chúng mình cùng xem xét cho cô một vài những cái ví dụ nữa để mình có thể hiểu hơn về điều kiện loại 2. Cô có ví dụ đầu tiên. If I were you, I would give up smoking. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ từ bỏ hút thuốc, đúng không? Đây là một cái lời khuyên. Mình thử xem nào, cái này có đúng thật không ạ? Có phải tôi là bạn được không ạ? Mình không bao giờ là người ta được, đúng không nhỉ? Nên là mình chỉ nói như thế thôi, thực ra là cái này nó không xảy ra được, nó không phải là sự thật. Đó, sự thật là mình, còn bạn là bạn. Đấy nhá, nếu tôi là bạn chỉ là một câu để đưa ra lời khuyên thôi. Thế cho nên cái chỗ này ta phải dùng điều kiện loại 2. Đấy nhá, đó, if I were you, I would give up smoking. Đấy chưa nhá. Đó, cái vế đầu tiên thì người ta chia ở quá khứ đơn, ở vế if. Còn vế còn lại chúng ta dùng với động từ khuyết thiếu would và động từ nguyên thể give up. Đấy chưa nhá. Chúng mình có để ý một điều gì không? Hãy nhìn cho cô cái vế if, động từ cô chia như nào ấy nhá. À, cô chia là if I were, right? Nhưng mà quá khứ rõ ràng là chủ ngữ I người ta phải là dùng cái động từ to be was. Tại sao chỗ này là were? Thế mọi người để ý cho cô nhá, cái chỗ này là một cái giả định, cái nó không có thật. Và những cái giả định ý, thì người ta hay dùng động từ to be were cho tất cả mọi chủ ngữ. Tức là không chỉ chủ ngữ số nhiều người ta mới dùng từ were, mà cả chủ ngữ số ít nữa. Thế cô hoàn toàn có thể nói là if she were, đúng không ạ? If he were, if it were, đều được. Thế nhá. Thật ra thì người ta cũng có chấp nhận cái việc người ta dùng động từ to be was cho các chủ ngữ số ít. Nhưng mà thường thường ấy, nó hợp lý với ngữ pháp hơn ý. Người ta phải dùng cái dạng to be were 4 chữ này cho mọi chủ ngữ trong câu điều kiện loại 2. Chứ mình nốt cho cô chi tiết đấy nhá. Rồi, ok, cô có thêm cho chúng mình một câu nữa. If I knew where she lived, I would go and see her. Nếu tôi biết cô ấy ở đâu ấy, tôi sẽ đến thăm cô ấy, đúng không nhỉ? Đây người ta đang dùng điều kiện loại 2, tức là gì? Tức là sự thật có phải như vậy không ạ? Không, cái này nó ngược với cái thực tế là tôi không biết cô ấy ở đâu nên tôi không đi thăm cô ấy được, đúng không? Thực tế là I don't know where she lives and I can't go and see her, right? Đấy chính là mới là cái sự thật. Còn đây người ta nói điều kiện loại 2 thì ngược với cái sự thật đó ở hiện tại, đúng không ạ? Rồi nhá, cô có thêm mấy câu nữa. We would be able to buy a larger house if we had more money, đúng không ạ? Chúng tôi mà có tiền thì tôi sẽ mua một nhà to hơn rồi, hiểu nhá? Đó, thì chỗ này là những điều kiện không xảy ra được, người ta dùng ở
type 2 conditionals. Ok, rồi, đó là điều kiện loại 2 nhé. Bây giờ chúng mình cùng chuyển sang cho cô điều kiện loại 3. Điều kiện loại 3 cũng là loại điều kiện gì ạ? Điều kiện không thể xảy ra, điều kiện không có thật. Đó, nhưng mà nó sẽ khác điều kiện loại 2 ở chỗ là điều kiện loại 2 là không có thật ở hiện tại, còn điều kiện loại 3 là nó không có thật ở quá khứ ạ. Tức là sự thật xảy ra trong quá khứ một kiểu, và chúng ta viết cái câu điều kiện lại nó phải ngược lại với cái sự thật ở quá khứ đấy. Rồi, nhưng mình nói thì có vẻ là mình chưa hình dung ngay ra được đâu. Nhưng mà chúng mình hãy cùng xem xét cho cô cái ví dụ này. Đây có một cái sự thật như sau ạ. I didn't study hard. Sự thật là tôi không học chăm lắm, đúng không ạ? So I didn't pass the exam. Cho nên tôi không qua được cái bài thi. Thế về nhà tôi tiếc quá, tôi mới nói là nếu như mà tôi có học chăm ấy là tôi đã qua rồi, đúng không ạ? Nhưng thực tế là tôi đã không học rồi và đã không qua rồi. Bây giờ tôi nói ngược lại cái thực tế đấy. Cái thực tế đấy lại là ở trong quá khứ. Cho nên cô sẽ dùng điều kiện loại 3. Cô sẽ nói như thế nào? Cô sẽ có câu như sau. If I had studied harder, I would have passed the exam. Đấy nhá. Nếu như tôi học chăm hơn thì tôi đã qua cái kỳ thi rồi, đúng không ạ? Đấy nhá, mọi người để ý giúp cô, cái này là cái mà nó không có thật, nó không thể xảy ra trong quá khứ, mà nó ngược lại một cái sự thật ở trong quá khứ. Đây chính là cái fact này. Còn bên dưới là câu điều kiện, đấy chưa ạ? Đấy nhá, mình để ý giúp cô này, đây là câu điều kiện loại 3. Thì mình cùng thử nhìn hai vế xem là cô đang chia động từ như thế nào nhỉ? À, ở vế if này, và sau từ if thì cô chia là if I had studied, right? Đấy, tức là ở đây là thi gì đây ạ? Had cộng động từ quá khứ phân từ là thì quá khứ hoàn thành, đúng rồi. Còn vế đằng sau thì cô dùng từ would này, sau đó là have cộng với động từ past, có thêm ed, passed, right? Là động từ ở quá khứ phân từ. Đó cũng chính là cái cách chia động từ ở hai vế của câu điều kiện loại 3. Chúng ta sẽ có vế if, người ta sẽ chia ở past perfect, quá khứ hoàn thành. Còn vế còn lại chúng ta sẽ có dù sử dụng với từ would, có thể từ could hoặc từ might cũng được nhá. Sau đấy là đến have và động từ ở quá khứ phân từ. Rồi, đấy chưa ạ? Đó, mọi người nốt cho cô cái chi tiết này vào. Đấy nhá. Rồi. Kế tiếp cô có một vài example cho chúng mình. Ví dụ đầu tiên, chúng mình xem xét cho cô nhá. She could have been on time if she had caught the bus. Cô ấy đáng lẽ ra là có thể đến đúng giờ nếu cô ấy bắt được xe buýt. Mình nhìn này, hai vế đang chia như thế này, tức là đây điều kiện loại 3, đúng không ạ? Mình thấy là nó ứng dụng với cái tính chất của nó như thế nào ấy nhỉ? À, tức là sự thật đấy là cô ấy đã không bắt được xe buýt, đúng không? She didn't catch the bus, so she was late, đúng không ạ? She wasn't on time, cô ấy không đến đúng giờ được. Mình nói ngược lại là she could have been on time, cô ấy đáng lẽ ra là có thể đó, đến đúng giờ. If she had caught the bus, nếu quý bắt được xe buýt, đúng không? Đấy nhá. Rồi, kế tiếp. Đây là điều kiện loại 3, đúng không ạ? Là một trong số những câu điều kiện không có thật. Và bây giờ chúng ta mình cùng sang một cái loại câu điều kiện kế tiếp. Đây là cái loại câu điều kiện mà là một trong số những câu điều kiện khó nhất và rất là dễ gây nhầm lẫn cho chúng mình. Đó chính là câu điều kiện loại hỗn hợp, hay cô sẽ gọi nó với cái tên tiếng Anh nó là mixed conditionals. Các câu điều kiện hỗn hợp nhá. Đó. Rồi, thì bây giờ cô muốn chúng mình hãy xem xét cho cô cái câu ví dụ như thế nào. Sáng nay thì cô không ăn sáng nên là bây giờ cô rất là đói. Đấy nhá. Xong bây giờ cô rất là hối hận, cô bảo là sáng nay mà cô ăn sáng ấy, thì bây giờ đã không đói rồi. Đúng không? Thì cô sẽ có câu như thế này. If I had had breakfast this morning, I wouldn't be so hungry now. Đó. Thì cái việc mà cô đã không ăn là nó xảy ra đâu ạ? Là nó ở quá khứ tận sáng nay rồi cơ, đúng không? Còn đói là bây giờ đói là bao giờ đói ạ? À, bây giờ đói, hệ quả nó lại ở bây giờ, đúng không nhỉ? Bây giờ mình lại nói ngược lại, mình nói ngược lại là đáng ra sáng nay mình ăn sáng, đúng không? Nó ngược lại một cái thứ trong quá khứ thì chúng ta phải dùng là loại 3, đúng không? Còn thì bây giờ đã không đói, ngược lại bây giờ thì chúng ta chính là loại 2, chính xác mọi người ạ. Thì đây chính là cái dạng mix giữa type 3. Đó, cái mệnh đề if thì nó ở type 3. Còn mệnh đề chính nó ở type 2, loại 2. Thì đây là cái dạng mix đầu tiên là if thì ở loại 3, thế còn mệnh đề chính thì lại ở loại 2. Nhé nhá. Tức là có một hành động gì đấy xảy ra trong quá khứ mà hệ quả lại ở hiện tại cơ. Đó, nhé nhá. Thì chúng mình cứ nốt cho cô cái form, như là cái hình thức chia động từ cái đã nhá. Rồi, về if thì chúng ta chia loại 3 chính là thì quá khứ hoàn thành. Thế còn cái mệnh đề chính chúng ta chia giống loại 2, chính là chúng ta sẽ có xuất hiện những từ could, từ would, từ might, sau đó đi cùng với động từ nguyên thể. Đó, đấy chưa ạ? Rồi, thế để chúng mình hiểu hơn thì cô có câu ví dụ nữa này.
vài cái ví dụ nữa cho chúng mình xem xét nhé. If we hadn't looked at the map, we wouldn't be lost. Nếu chúng ta nhìn bản đồ rồi thì bây giờ đã không bị lạc đúng không ạ? Đấy nhá. Bây giờ là lạc, hệ quả đấy nó xảy ra vì là chúng mình đã không nhìn bản đồ. Đấy nhá, thì mình thấy là không nhìn bản đồ là cái xảy ra trong quá khứ. Mình nói ngược lại với cái xảy ra trong quá khứ thì mình dùng dạng loại 3. Đây là if we hadn't looked at the map, đúng không? Thế còn hệ quả là bây giờ bị lạc này thì người ta dùng loại 2. We wouldn't be lost. Ok? Đấy nhá. Rồi, một cái ví dụ nữa này. If I had worked harder at school, I would have a better job now. Đó. Sự thật là gì ạ? I didn't work hard at school and I have a bad job now. Đó, mình thấy là quá khứ thì là mình không học, mình không làm việc chăm chỉ nên là ở trường đó. Nên là bây giờ mình có công việc không tốt lắm nên là bây giờ mình mới nói là nếu như mà mình đã học chăm chỉ thì bây giờ mình đã có công việc tốt hơn rồi. Đó, thế nhá. Ok. Không, đó là câu điều kiện mix đầu tiên, đấy là mix loại 3 và loại 2. Thì chúng ta có thể có cái loại mix nào nữa? Chúng ta có một loại mix nữa mọi người ạ. Rồi, mình cùng xem xét cho cô cái này nhá. If I were you, nếu tôi là bạn, I wouldn't have accepted that job offer. Đấy nhá, tôi sẽ không chấp nhận cái job offer đấy đâu. Được không nhá? Thế tức là mình đang nói với bạn mình là mình đang khuyên bạn mình á. Bạn mình thì đã chấp nhận cái job offer đấy rồi. Job offer là một cái lời đề nghị công việc, một lời đề xuất công việc. Thì nếu mình bảo là nếu mình là bạn, mình sẽ không làm như thế. Đấy nhá. Thế mình thấy là cái việc nếu mình là bạn nó là ngược với hiện tại đúng không ạ? Mình không phải là bạn. Thế chính vì thế cái chỗ này nó chính là dạng type 2. Thế còn cái mình nói ngược lại nhá. Bạn ấy đã accept được cái lời đề nghị đấy chưa ạ? Bạn ấy đã accept rồi. Mình bảo là mình không làm như vậy đâu. Mình sẽ không accept thế đâu. Thế nó là ngược với một cái quá khứ. Và quá khứ là bạn đã accept cái công việc đó rồi. Thế cho nên cái chỗ này nó lại ở lại loại 3 mọi người nhá. Đấy, cái điều kiện thì nó ngược về hiện tại. Đó, nhưng mà cái hệ quả nó lại ngược về quá khứ. Ok. Rồi, thế thì mình cứ rút ra cho cô cái công thức như sau. Mệnh đề if đúng không ạ? Nó là giống như type 2 cho nên mình sẽ chia động từ ở quá khứ đơn, đúng không? Là past simple. Thế còn cái mệnh đề chính thì nó giống như loại 3 nên là chúng ta sẽ follow công thức là would, could hoặc might đi với have và động từ ở quá khứ phân từ. Ok. Thế nhá, cô có một số ví dụ nữa cho chúng mình hiểu thêm này. Rồi, cô có câu đầu tiên. If I knew her address. If I knew your address, okay? Sorry mọi người, tích thì cô thì mới này. If I knew your address, I would have visited you. Nếu tôi biết địa chỉ của bạn ấy, tôi đã đi thăm bạn rồi. Thực tế là tôi không biết, bây giờ tôi không biết, đúng không ạ? Và tôi không đi thăm bạn được, tôi đã không đi thăm bạn tại vì tôi không biết. Đấy nhá, cho nên mình thấy này, cái điều kiện nó ở ngược với hiện tại tôi có biết địa chỉ của bạn đâu. Thế còn cái hệ quả nó ngược với quá khứ là gì ạ? Quá khứ là tôi đã không thăm bạn, lý do là tôi không biết. Đấy nhá. Rồi, đó chính là một câu ví dụ cho chúng mình để nhìn. Rồi, mình cô có đó là cái câu điều kiện loại hỗn hợp, một cái loại hỗn hợp. Thứ hai nữa, đó là dạng mix giữa 2 và 3. Thật ra vừa nãy chúng mình đi tận mấy loại điều kiện đấy ạ? 0, 1, 2, 3, đúng không ạ? Sau đó là hỗn hợp loại 1, hỗn hợp loại 2. Rất là nhiều thứ, thì bây giờ cô sẽ tổng hợp tất cả mọi thứ vào trong một cái bảng như thế này cho chúng mình nhìn. Đấy nhá, cái bảng này là cái bảng mà cách chia động từ ở hai vế if và mệnh đề chính ở từng loại có điều kiện như thế nào. Rồi, thì cô sẽ có mệnh đề đầu tiên đó là mệnh đề if, mệnh đề thứ hai là mệnh đề chính. Từng cái loại câu điều kiện như sau, mình cùng review lại một xíu nhá. Điều kiện loại 0 thì rõ ràng rồi, rất là đơn giản. Hai vế mình đều chia ở hiện tại đơn hết. Rồi không có gì để bàn cãi nhá. Rồi điều kiện loại 1 thì sao ạ? Điều kiện loại 1 mệnh đề chính thì chia ở hiện tại đơn. Nhưng mà loại 2 thì mệnh đề if chia ở quá khứ đơn. Sang loại 3 thì lại là quá khứ hoàn thành, đúng không ạ? Mình có để ý nó như nào không ạ? Nó cứ lùi một bậc, đúng không nhỉ? Hiện tại, quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành. Thế nhá. Thế nó cũng tương tự như là cái mệnh đề chính vậy. Điều kiện loại 1 thì mình dùng những cái động từ khuyết thiếu ở hiện tại như là will này, can này, may này, đúng không? Nhưng mà sang loại 2 mình lùi xuống thêm quá khứ là thành would, could và might, đúng không? Nhưng mà sang điều kiện loại 3 nó còn lùi xuống một cái nữa. Đấy là would, could, might phải đi với have và động từ ở quá khứ phân từ nữa. Đấy nhá. Được chưa ạ? Rồi, thế đấy là bốn cái lời câu điều kiện đầu tiên. Còn câu điều kiện mix thì nó cũng rất là dễ nhớ thôi. Mix 3 2 thì if ở 3 còn main clause ở 2.
Đó, còn mix 2-3 thì if thì lại ở 2, còn main clause thì lại ở 3. Nó là khá là giống với 2-3, mình nhớ ra cái này mình sẽ nhớ ra cái đằng sau thôi. Thế nhá, được chưa ạ? Rồi, thì bây giờ chúng mình sẽ cùng áp dụng cho cô vào phần practice như sau. Cô có một vài câu practice là khá là đơn giản thôi. Hãy chọn cho cô một trong hai đáp án mà cô đang in đậm ở đây vào chỗ trống nè. Có một cái rất là đặc trưng, rất là đơn giản mọi người ạ. Mình biết là gì không? Câu điều kiện nó có hai vế, đúng không nhỉ? Khi mà chúng ta có vế còn lại rồi, nếu chúng ta có một vế rồi, mình có thể suy ra được cách chia động từ vế còn lại. Nên là nếu như các bạn nào mà trong bài thi TOEIC ấy, nhất là trong phần part 5 đúng không ạ? Tức là chúng mình cần phải điền một từ vào chỗ trống A, B, C, D có phương án lựa chọn đấy. Câu đấy mới là câu điều kiện, mình đã biết cái vế còn lại rồi thì chắc chắn mình có thể suy ra cái vế mà có cái chỗ ba chấm nó, đúng không ạ? Rồi nhá, thì thôi mình quay lại câu này, mình thử xem mình chọn đáp án nào ạ. À, mình nhìn cho câu vế kia đi. À, vế kia là gì nhỉ? I will, đúng không? Đó, I will. Đây, đã chia ừ. Tương lai đơn, đúng không ạ? Thế chứng tỏ ở đây là điều kiện lại 1. Điều kiện lại 1 thì vế if là ở hiện tại đơn, thì mình chọn đáp án là go, right? Đó, thế sẽ có là if I go out with your friends, if you go out with your friends tonight, I will watch the football match on TV. Nếu như mà tối nay bạn đi ra ngoài với bạn ấy, thì tôi sẽ xem TV, xem bóng đá trên TV. Xảy ra được không ạ? Hoàn toàn xảy ra được, đúng không nhá? Nên người ta chia ở điều kiện lại 1 đấy nhá. Rồi, thế cô có câu kế tiếp nữa. Cô có câu thứ hai. Câu thứ hai là if I a black stronger, I'd help you carry the piano. Yeah, mình nhìn cho cô về con lại nào. Ở đây là người ta chia lại I'd, right? I'd. Thế chính là cái dạng viết tắt của từ I would, đúng không mọi người ạ? Cái viết tắt của từ I would đấy. Thấy nhá. I chính là I would. Được chưa ạ? Chứng là tỏ là đây là thì gì rồi? Ở đây là would cộng với động từ nguyên thể help ở đây. Chứng tỏ đây là điều kiện lại 2, tức là vế đằng trước chúng ta phải chia ở quá khứ đơn. Mình chọn cho cô nè. Very good. Đó chính là if I were, right? If I were stronger. Nếu tôi khỏe hơn đúng không? Thì tôi sẽ giúp bạn mang cái đàn piano này rồi. Ok. Thế nhá. Thực tế là tôi không khỏe, tôi không mang giúp bạn được. Đó, nó ngược với hiện tại mà. Thế nhá. Rồi, mình đến với câu tiếp theo nè. Mình đến với câu số 3 giúp cô nhé. Rồi, mình nhìn cho cô nè. Ở đây chúng ta thấy có là đây là câu điều kiện từ if ở đây. Mệnh đề sau if chúng ta đang chia ở hadn't been, đúng không? Đây là quá khứ hoàn thành. Chứng tỏ đây là điều kiện loại loại 3, đúng không nhỉ? Còn vế còn lại, mệnh đề chính chúng ta sẽ chia là very good, chính là would have come. Được chưa ạ? Rồi, good job everyone. Chúng ta còn câu cuối cùng thôi. Theo chúng mình chọn đáp án nào ạ? Nếu như mà mình nhìn một cái, đúng không? Mình nhìn một cái này, đây là câu điều kiện. Ở vế đằng trước ta chia là hadn't drunk, right? Hadn't drunk, đang ở quá khứ hoàn thành. Thì mình nghĩ ngay đến điều kiện lại 3 và mình sẽ nhanh chóng chốt luôn là wouldn't have had. Nhưng mà tuy nhiên câu này mình cần phải tỉnh táo một xíu, mình nhìn xem cái hệ quả nó ở đâu. Đúng không? Đúng không nhỉ? Cái điều kiện là ở trong quá khứ rồi á. Nếu như bạn không uống nhiều nước lạnh ý, thì bây giờ bạn đã không bị đau họng ạ. Bây giờ bạn không bị đau họng, hệ quả ở hiện tại. Điều kiện ý, ở quá khứ, nghĩa là đã uống rất nhiều nước đá, hệ quả là ở bây giờ là bị đau họng. Mình nói ngược lại, đúng không ạ? Thì mình phải dùng dạng mixed. Chỗ này là mix mấy ạ? Mix 3-2 mọi người ạ. Ngon, chỗ này là mix 3-2 đấy. 3-2 tức là cái phần đằng sau phải là ở loại 2. Loại 2 thì phải là wouldn't have. Thành ra nó phải là đáp án bên này cơ. Đó, mọi người nhá. Nếu như bạn không uống nhiều nước đá ấy, thì bây giờ bạn đã không bị đau họng. Ok, rồi. Đó là một số những cái phần check up nhỏ nhỏ cho chúng ta. Chúng ta vừa mới học xong về các câu điều kiện này nhá. Rồi, cô biết là chủ đề câu điều kiện là một cái chủ đề nó cũng khá là lớn. Nó là hẳn một chủ điểm ngữ pháp lớn ở trong tiếng Anh đấy. Và nó có rất là nhiều thứ liên quan đến câu điều kiện. Thì rất là hy vọng mọi người có thể nắm bắt được những cái cơ bản nhất. Đó chính là từng loại câu điều kiện nó khác nhau về bản chất như thế nào. Sau đấy thì là mỗi câu điều kiện đó thì động từ ở hai vế được chia như thế nào. Đó đây sẽ để cho chúng ta không nhầm lẫn. Và rất là hy vọng là chúng mình có thể áp dụng kiến thức này ở trong những cái bài thi, ví dụ là TOEIC IELTS của chúng mình này, và ứng dụng cả trong giao tiếp hàng ngày nữa. Ok. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video này cùng với cô. Hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo nhé. Rồi, tạm biệt mọi người. Bye bye. Miss Hoa giao tiếp, độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.